Linh vô chú một con tinh 026 nha. Này bê tông 44 ly, 49cc nha. Siêu VIP 026 nha, đời cao, tay cầm nhựa, bình xăng trong nha. Đời 1992 026W, 49cc, trọng lượng 4,9 kg nha. Này thì đời cao cấp, tay giật trợ lực luôn nha. Nhét tin cực kỳ đẹp nha. Lam năm tấc mặt các 45. Mặt tiền ok nè, quá đẹp. Bao rin tất tần tật nha, bê tông bao chỗ chú văn ngang nha. Đó. Rồi, test nổ nha. Đây, cũng xích là xích theo máy luôn nha. Rin nguyên bản nha. Chị ơi về ông làm lại ống xăng nha, ống xăng nó bị mục thôi. Bán cho chú 5,5 triệu nha, lâm xích đầy đủ. Còn bỏ đầu máy là bớt còn 5 triệu nha. Rồi, bán vô chú 5,5 triệu nha, đầu máy là 5 triệu, giá bao ship nha. Chuyển khoản là bao ship, còn ship COD thì mấy chú tự trả ship nha. Ốc bảy màu nha.